Johnny Chí Nguyễn chỉ ra bí kíp giúp võ sĩ gốc Việt hạ gục Martin Nguyễn, đoạt đai vô địch thế giới. Theo Johnny Chí Nguyễn, thì Martin Nguyễn đã áp dụng chiến thuật rất tốt, nhưng Thành Lê lại tỏ ra quá thông minh và sắc sảo để đoạt lấy chiếc đai vô địch từ đối thủ. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt Thành Lê vừa gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là với người hâm mộ võ thuật Việt Nam, khi xuất sắc hạ đo ván đối thủ có đẳng cấp rất cao là Martin Nguyễn, người Australia gốc Việt, để đoạt lấy chiếc đai vô địch hạng lông của One Championship. Ngay khi theo dõi trận đấu này, huấn luyện viên đào tạo MMA kiêm diễn viên võ thuật điện ảnh Johnny Chí Nguyễn đã đưa ra những góc nhìn chuyên môn của mình. Theo Johnny Chí Nguyễn thì ở trận đấu này, Martin đã chọn chiến thuật và nhập cuộc rất tốt, chứ không có chuyện bị sai lầm về chiến thuật. Thế nhưng Thành Lê lại tỏ ra quá thông minh và sắc sảo nhờ việc giấu bài rồi khiến đối phương không kịp trở tay. Johnny Chí Nguyễn nói, điều quan trọng nhất tạo ra chiến thắng ấn tượng này của Thành Lê nằm ở việc Thành Lê đã bất ngờ đổi chân mà Martin Nguyễn vì quá hăng đòn nên không để ý. Điều này không hẳn là do sơ suất của Martin Nguyễn, nhưng từ đầu trận, Thành Lê luôn chỉ đứng chân phải trước. Chỉ riêng lúc Martin Nguyễn say đòn, Thành Lê bất ngờ đổi chân, đứng chân trái trước và chính điều đó giúp Thành Lê tung ra những phản đòn làm Martin Nguyễn không kịp trở tay. Có ý kiến nói Martin thua vì sai lầm chiến thuật, nhưng tôi nghĩ không phải vậy. Chiến thuật của Martin rất tốt, anh ta dùng cả hai hiệp để đo và bắt nhịp độ của Thành Lê. Khi đã rõ rồi thì Martin mới tấn công mạnh dạn hơn. Thế nhưng Thành Lê lại giấu bài, tới khi có cơ hội mới đổi chân. Lúc này mọi cái cân đo của Martin trong hai hiệp đều bị lệch nhịp, dẫn đến việc Thành Lê phản công chớp nhoáng khiến Martin không thể chống đỡ. Theo Johnny Chí Nguyễn, thì việc Thành Lê hạ knock out Martin Nguyễn là bất ngờ khá lớn và đây xứng đáng được coi là trận đấu hay bậc nhất trong sự nghiệp của võ sĩ người Mỹ gốc Việt. Dĩ nhiên là trước trận thì Martin được đánh giá cao hơn so với Thành Lê. Người thách đấu thường sẽ bị đánh giá là cửa dưới so với người đang giữ đai vô địch. Tuy nhiên Thành Lê đã có một trận đấu xuất sắc. Đặt ra giả thuyết nếu hai võ sĩ tái đấu với nhau, Johnny Chí Nguyễn cho rằng đó sẽ là cuộc chiến rất khó lường, mà cả hai đều có cơ sở để giành chiến thắng. Nếu có một trận tái đấu, trong trường hợp Martin Nguyễn đánh đa dạng hơn một chút, thì tôi sẽ nghiêng về anh ta, còn nếu không, tôi sẽ nghiêng về một chiến thắng cho Thành Lê. Johnny Chí Nguyễn chia sẻ cảm xúc của mình khi chứng kiến trận đấu lịch sử của làng MMA thế giới, khi lần đầu tiên có hai võ sĩ mang gốc Việt cạnh tranh nhau để đoạt chức vô địch hạng lông tại One Championship. Tuy nhiên theo Johnny Chí Nguyễn, thì các võ sĩ MMA trong nước sẽ khó chinh phục được thành công lớn ở đấu trường One Championship trong tương lai gần. MMA là thi đấu thể thao, họ là vận động viên thi đấu chuyên nghiệp. Martin Nguyễn và Thành Lê cùng nhau tranh tài chứ không phải là một cuộc đánh lộn, nên đây là trận đấu rất hay đối với tôi, khi nhìn hai võ sĩ gốc Việt đang tỏa sáng trên võ đài tầm cỡ thế giới. Với các võ sĩ MMA ở trong nước, tôi nghĩ họ đủ năng khiếu và năng lực để tham gia One Championship. Tuy nhiên môi trường trong nước chưa đủ tạo điều kiện để họ trau dồi kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, nói về trận đấu vừa qua giữa Martin Nguyễn và Thành Lê, một huấn luyện viên đào tạo tán thủ ở Hà Nội cũng cho rằng đây là một cuộc chiến đỉnh cao và Thành Lê đã quá xuất sắc trong việc bắt bài đối thủ. Huấn luyện viên tán thủ nói, đây xứng đáng là một cuộc chiến đỉnh cao, từ cách tiếp cận, kỹ thuật của hai võ sĩ, đặc biệt là cách chớp cơ hội của mỗi người. Như chúng ta thấy ở mỗi trận đấu đỉnh cao như thế, chỉ một khoảnh khắc là Thành Lê có thể chớp thời cơ và hạ knock out đối thủ. Martin Nguyễn thường đánh tấn công trực diện hiệu quả, nhưng Thành Lê đã di chuyển phá hết lối chơi sở trường của đối thủ. Sau đó anh ta có pha tận dụng thời cơ quá hoàn hảo để hạ đo ván Martin Nguyễn. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Võ sĩ Thành Lê là ai? 6 sự thật về Thành Lê. Ngoài hình tượng dũng mãnh trên võ đài, Thành Lê cũng có những hình ảnh đời thường rất đáng yêu. Thành Lê hiện là cái tên vô cùng sáng giá của One Championship. Anh được xem là mối đe dọa lớn với ngôi vô địch hạng lông của Martin Nguyễn. Trong quá trình thi đấu chuyên nghiệp, Thành Lê đã mang về thành tích 11 chiến thắng 2 trận thua với 10 trận knock out. Điều này giúp anh đạt được biệt danh thợ săn knock out. Dưới đây là một vài thông tin về võ sĩ người Mỹ gốc Việt tài năng này. 1. Là người chồng lãng mạn. Thành Lê tiết lộ anh từng xem phim cùng vợ, đặc biệt là hai bộ phim sitcom The Office và Schitt's Creek, luôn mang đến cho anh những hồi ức đẹp. Chúng khiến tôi nhớ lại mấy lần gặp gỡ giữa tôi và vợ,
chúng tôi đang gặp nhau ở công ty. Rồi các thứ như giữ bí mật về chuyện tình cảm của hai người với đồng nghiệp, rồi công khai hẹn hò, rồi cùng nhau nghỉ việc. Thật tuyệt khi thấy những điều đó trên phim. Không chỉ vậy, mỗi khi có cơ hội, anh đều ở nhà thư giãn cùng lứa kia. Họ sẽ cùng nhau nghe những bản nhạc mà cả hai yêu thích nhất. Tôi chắc chắn sẽ dành nhiều ngày chill cùng vợ bên cạnh hồ bơi sân sau. Tôi sẽ mở bài nhạc mà chúng tôi đã cùng nghe hồi đám cưới, Thành Lê tâm sự. Điều đó lúc nào cũng mang đến cho tôi những ký ức tuyệt vời và nụ cười sảng khoái. Điệu nhảy đầu tiên của chúng tôi là trên nền bài You and I của John Legend. 2. Mê nhạc hip hop. Là một người sôi nổi và thẳng thắn, nên Thành Lê đặc biệt thích nhạc hip hop. Từ nhỏ anh đã có hứng thú với thể loại nhạc lạ và sôi động này. Tuy vậy anh từng bị cha mẹ cấm nghe thể loại này vì chúng thường có phần lời không mấy trong sáng. Anh chia sẻ, tôi vẫn luôn thích thể loại nhạc này bởi nhịp điệu vui và khác lạ, ca từ thẳng thắn. Quá trình sản xuất loại nhạc này cũng rất thú vị, đến giờ tôi vẫn nghe chúng. Thành cũng cho biết, những bài nhạc sôi động thuộc thể loại hip hop yêu thích luôn là ưu tiên hàng đầu giúp nâng cao nhuệ khí cho anh. Chúng luôn là thứ khiến tôi hăng hái hơn khi tập luyện, lúc trèo sân và cả khi lâm trận, anh nói. 3. Mê sitcom và hoạt hình. Thành Lê cho biết TV show là một trong những cách giải trí yêu thích của anh. Chúng không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà còn mang lại những bài học cuộc sống bổ ích. Một số chương trình truyền hình yêu thích của Thành Lê là các bộ phim sitcom The Office, hoạt hình Family Guy. Ngoài ra, anh cũng yêu thích chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp kinh doanh Shark Tank. 4. Em trai cũng là võ sĩ. Chàng võ sĩ One Championship có một cậu em trai rất tài năng là Vinh Lê. Vinh sinh năm 1994 và cũng đang đi theo con đường võ thuật chuyên nghiệp giống anh trai. Dù chưa tham dự các sân chơi MMA chuyên nghiệp, thành tích của Vinh Lê ở các giải đấu nghiệp dư cũng rất đáng nể. Cả 4 trận anh tham gia thi đấu đều thắng bằng knockout. Đặc biệt, Vinh cũng được nhiều người nhớ đến bởi từng hạ gục một đối thủ bằng liên hoàn cước với hơn 10 cú đấm. Hai anh em của Thành Lê rất thân thiết với nhau, cả hai vừa là bạn tập vừa là huấn luyện viên của nhau. Thậm chí họ còn có chung một kênh YouTube tên Life of Beros. 5. 35 năm tuổi đời nhưng có đến 30 năm tuổi võ. Cha của Thành Lê vốn là một võ sư taekwondo nhiệt huyết và sở hữu một võ đường. Chỉ mới 4 năm tuổi, anh đã thường xuyên theo cha đến lớp võ tập luyện. Vì vậy, nếu tính tổng thời gian tập võ, anh đã gắn bó với môn thể thao này khoảng 30 năm. 6. Bỏ công việc toàn thời gian ổn định để theo đuổi nghiệp võ. Tuy học võ từ nhỏ, nhưng Thành Lê bắt đầu sự nghiệp sàn đấu của mình khá muộn. Thực tế trước đây Thành Lê chưa từng có ý định kiếm sống bằng võ thuật. Anh từng theo học ngành kinh doanh và có một công việc toàn thời gian ổn định, an toàn. Mãi đến năm 26 tuổi, anh cùng bạn đi xem một trận đấu MMA và bất ngờ gắn bó với nó. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.